kết audio xin kính chào tất cả các bác. Buổi tối hôm nay thì Chung Kiên Audio lại tiếp tục lên sóng với các bác một bộ dàn cực kỳ là chất của hãng Sony. Model nó là Z3MD các bác nhé. Bộ này thì thiết kế rất đặc biệt, nó là mặt này là mặt gương, anh em có thể soi gương ở đây được, rất đẹp luôn. Nó là độc đáo hơn một số cái bộ Z3MD mà mặt trắng. Bộ này là thiết kế mặt gương cực kỳ đẹp các bác nhé. Hai loa trắng sáng đẹp. Trước khi tiến vào giới thiệu tổng thể, em xin phép được quay qua hình thức của cặp tổ cảm bộ dàn. Hai loa về hình thức còn khá là mới các bác nhé. Có một chút trời sát nhẹ do vận chuyển thôi. Nói chung thì còn khá là mới. Mặt con này gương sáng bóng luôn. Coi gương được đẹp luôn. Em sẽ qua vào phía sau. Hai loa vuông vắn chưa bề nở các bác nhé. Rất đẹp. Em sẽ tìm cho bác con này nó in chữ chìm. Thông tin em sẽ tìm thông tin cho các bác. Con này là công suất là 56W các bác nhé. Made in Japan luôn các bác nhé. Ngày buổi tối em quay nó không được rõ lắm nên đây này. Con này Made in Japan nó ghi ở chỗ này. Nó là chữ dập nổi nên mà không quay được. Đầu máy Made in Japan cực chất luôn các bác nhé. Hai căng con này thì nó làm hình thức kiểu trong suốt các bác nhé. Để lắp vào vẫn để lộ loa luôn. Nhìn vẫn khá là đẹp. Chống bụi. Rất đẹp luôn. Tuy nhiên thì hai căng về rất là tiếc thì nó bị nó chuyển bị rách một chút xíu. Có bị rách một chút xíu ở cái góc đó. Ok, em sẽ bỏ cái căng ra để cho các bác chiêm ngưỡng cái loa. Con này đánh cực kỳ lực và hay các bác nhá. Đánh chơi tốt phòng khoảng 30 mét vuông trở xuống các bác nhá. Chất âm của dòng Z3MD này cực kỳ là đỉnh luôn. Chất âm rất hay. Bát đánh cực kỳ lực. Ok, bây giờ em sẽ test các tính năng của nó. Hiện tại nó mở đĩa CD các bác nhá. Đọc tốt CD. Đọc đĩa chợ luôn các bác nhá. Em đang bỏ cái đĩa chợ đây cho các bác xem. Em bỏ một cái đĩa chợ, đĩa có 3.000 thôi mà đọc cực kỳ tốt luôn, mắt đọc cực chuẩn luôn nha các bác nhé. Ok, bây giờ test tiếp đến cái ổ MD của nó. MD con này đọc cũng ok luôn các bác nhé. MD em bỏ đĩa chưa không biết nữa. MD đọc rồi các bác nhé, đọc rất nhanh luôn. MD thì em không có đĩa tiếng Việt, em mở một cái đĩa Nhật thôi. Các bác chuyển chế độ ở đây nhé. Các bác muốn nghe điện thoại các bác chuyển ở chỗ function này nhé. Các bác ấn ở trên này, bây giờ lên dòng like này. Đấy, lấy này, thưa các bác cắm ở cổng phía trước này thì là nó sẽ kết nối với điện thoại. Ok, em sẽ kết nối điện thoại luôn, test âm cho các bác luôn. Con này thế mạnh nó là bass các bác nhá, dòng Sony bass đánh cực kỳ là ấm luôn và chắc tiếng luôn. Đặc biệt con này thì em bán rất là nhiều, rất là chạy vì cái tiếng của nó rất là tốt và công suất rất là khá. Em sẽ mở một cái bài nhạc bốc một chút xíu để cho các bác cảm nhận cái chất bass của nó các bác nhé. Bass cực hay luôn đấy.